Xin chào buổi sáng các bạn. Các bạn thân mến, là cả đêm qua trời mưa suốt các bạn ạ. Tưởng là hôm nay toang. Bây giờ là hơn 7 giờ rồi ạ. Mình đang đợi xe ôm đến. Bây giờ bắt đầu tạnh mưa. Thì chương trình của mình đáng nhẽ là mình dự định đi từ 5 rưỡi cơ. 5 rưỡi 6 giờ là có mặt ở trên đấy rồi. Đó các bạn nhìn. Thế nhưng mà mưa suốt, tưởng là sáng nay vứt đi luôn ấy. Nhưng may quá đến tầm này thì tạnh và hơi hửng lên. Nên mình đang đợi xe ôm đến để đi mâm xôi. Đó các bạn. Đấy, không lên được buổi sớm đón nắng sớm thì hy vọng là gỡ gạc được chút mây các bạn ạ. Đấy, cho nên là mình phải đi gấp lên. Vì tầm này cũng muộn muộn rồi, sợ là mây sẽ bay lên hết. Thì bắt đầu nó hửng ấy thì là có nhiệt độ là nó sẽ bốc hơi lên. Đó các bạn nhìn đẹp không? Đúng là mưa cũng có cái giá trị của mưa đấy. Dọc đường này thì phong cảnh lúa cũng rất đẹp. Thế nhưng mà mình không dừng lại được, vì mình sẽ cố gắng lên trên kia sớm xem gỡ gạc được chút mây gì ở trên mâm xôi không. Chứ là cả đây thì lên đến nơi sợ là mây nó tan hết. Tầm này cũng phải gần 8 giờ rồi các bạn ạ. Đó, buổi sáng ở thị trấn Mù Căng Chải đấy, mưa xong nó trong lành không các bạn. Nhìn trong lành mát mẻ lắm. Đi còn hơi xe xe lạnh cơ. Đó các bạn nhìn đi xe máy người ta mặc áo khoác đấy. Lần trước ấy thì mình lên ấy thì nắng đẹp, nhưng mà mình đi với gia đình cho nên là không đi sớm được. Thì lần này là mình đi một mình thì bảo cố gắng sẽ lên sáng sớm ở trên mâm xôi. Thế mà cuối cùng vẫn không được. Đúng là vô duyên thật đấy. Sáng nay mình thấy mưa thì nó ngớt ngớt, nhưng sau ra quay cái chỗ cánh đồng lúc nãy đấy thì mình thấy cái đầu mây nó bốc lên thì mình bảo phải đi nhanh gỡ gạc tí mây, chứ không thì tay trắng. Đó các bạn nhìn này, ấy đẹp không? Dọc đường này thì nhiều phong cảnh lúa lắm, ruộng xiếc nhiều, rất nhiều. Mình sẽ vừa đi vừa quay sơ sơ cho các bạn hình dung ra nhé, chứ không dừng lại được. Dừng lại thì mất thời gian lắm. Thì lên kia thì giữa buổi rồi thì chẳng còn cái gì cả. Tầm này lên là cũng hơi muộn rồi các bạn. Tầm này lên là ánh sáng nó đứng bóng rồi thì nó sẽ không được đẹp nữa, nó không còn cái ánh sáng xiên nữa. Đường mưa bẩn. Từ chỗ mình ở lên đến đồi mâm xôi nó cũng phải gầm khoảng chục cây. Đi cũng phải gần nửa tiếng đấy. Nếu lên đến nơi cũng phải nửa tiếng đấy. Tại vì từ quốc lộ rẽ vào đi lên nó còn khoảng cũng phải khoảng 2 cây nữa, đường đèo dốc. Dốc quanh co giống như cái lên móng ngựa đấy ạ. Dốc ngược lên. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Đồi mâm xôi là nó ở khu của La Bán Tẩn, nên là nó cách thị trấn Mù Căng Chải một đoạn. Đấy các bạn nhìn thấy cánh đồng lúa, có con suối, con sông ấy. Này phải gọi là sông được rồi. Trời thì đấy mà các bạn nhìn thấy vẫn còn mây đen âm u, nhưng mà nhìn trên đỉnh núi kìa, đẹp không? Đó, lúa đấy các bạn, dọc đường rất là đẹp. Nếu như các bạn
đi xe máy, nên đi xe máy thì dễ đỗ hơn, dễ dừng đỗ hơn. Dọc đường này tha hồ ngắm. Đó. Kể mà đỗ lại thì sẽ quay được những cái góc đẹp hơn. Nhưng mà đỗ lại thì dọc đường này thì đỗ nhiều lắm các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng lên mâm xôi gỡ tí mây. Chẳng nhẽ lại không được gì đúng không? Không được ánh nắng đẹp thì phải được tí mây là đúng không? Đó, gà đi bộ nó bay ấy. À, hình như con đấy là con chim ấy, chim bồ câu. Đó, các bạn nhìn thấy dưới thung lũng đẹp không? Tuyệt vời. Đây rồi, vào đến chỗ rẽ đấy rồi. Trước thì vào đây thì thoải mái, tự do các bạn. Nhưng 2 năm trở lại đây thì những cái điểm này là họ có thu phí 20.000 một người. Đó, là cái điểm bán vé. Thì không biết là cái phí đấy thì sẽ như thế nào. Cái người có ruộng ở cái điểm tham quan này họ có được hưởng hay không? Thì mình thấy mọi người ở homestay bảo là hình như là họ không được hưởng gì cả. Thì cái đấy nếu đúng như thế thì là cái đấy là hơi bất công. Vì ruộng của người ta và người ta có công sức cấy lên cái ruộng đấy, tạo nên cái cảnh đẹp đấy, thì họ phải được hưởng một chút trong cái lợi ích về du lịch. Nó vừa khuyến khích họ và nó cũng là cái công bằng. Thực ra cái thông tin đấy thì mình mới nghe thế thôi, không biết là có chính xác hay không. Nhưng mà hy vọng là người dân sẽ được hưởng lợi một phần từ những cái thu nhập từ du lịch này, thì sẽ giúp cho đời sống người ta sẽ tốt hơn và khuyến khích người ta tham gia vào du lịch, vào cái phát triển du lịch. Đó, có hai cái bạn nữ thuê xe máy mà dốc đến nỗi không lên được ấy. Chỗ này dốc cực gắt luôn. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Mây vần vũ nha. Đẹp chưa? Chắc là cũng gỡ gạc được tí đấy các bạn ạ. Những con đường này là những con đường đi liên bản mà, cho nên là nó nhỏ lắm các bạn ạ. Trên này đúng là chỉ hợp với Win thôi. Những con đường này Win đi thì rất là khỏe. Các bạn nhìn thung lũng tuyệt vời không? Có tí mây đấy các bạn, có tí mây là đấy. Thôi gỡ gạc tí cho an ủi, chứ không cứ vô duyên hoài thì thấy nó buồn lắm. Wow, đến nơi rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cũng gỡ được tí đấy. Đừng đùa. Đấy, toàn cảnh mâm xôi nhìn từ trên cao các bạn. Đây là trên bãi đỗ xe nhá. Mình phải ghi ngay cái cảnh này, không đi xuống thì sợ mây nó bay mất, nó tan mất. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi xuống nhá. Đấy, các bạn nhìn ở chỗ kia là có một cái ruộng hoa tam giác mạch. Người dân người ta trồng để cho du khách vào chụp ảnh. Và vé hình như là 10.000 hay gì đấy. 10.000 một lần hay 20.000 một lần, mình không để ý lắm.
chắc là đi với vợ hay mấy chị em phụ nữ thì sẽ phải vào đấy đấy ạ. Ở cái lối này bây giờ nó có bậc rồi, bậc đá cho dễ đi. Chứ năm trước mình đi là cái lối đất nó xuống mà các bạn nhìn nó dốc như thế này thì trơn lắm, trơn kinh khủng luôn. Cái lối xuống này nếu mà không có bậc thì còn khó xuống hơn cái chỗ móng ngựa. Móng ngựa nọ mình đi đấy à, vẫn còn lối đất đấy các bạn, nhưng mà nó thoải thoải hơn. Đây cái này rất là dốc. Và họ làm đường điếc như này thì họ thu 20.000 thì mình thấy cũng ok. Thì cũng cái dịch vụ cũng thế là được. Ở đây mình nghĩ chỉ cần như này thôi. Nếu làm mà nó hoành tráng bê tông quá thì nó lại hỏng mất cái cảnh quan. Đó, ở đây cái chỗ bờ ruộng cũng được lát đá một ít này, cho dễ đi hơn này. Đó, kia có một cái vườn hoa nữa kìa. Hai hồ các bạn vào check in nhá. Nhưng mà lên đây phải check in với lúa, check in với hoa nó không đúng nhỉ. Yeah. Đó, các bạn nhìn thấy mâm xôi bắt đầu hiện dần ra chưa? Chỉ tiếc là thiếu con gà ngồi ở trên. Mâm xôi phải đi với con gà chứ đúng không? Ở cái bờ chỗ này lát đá cũng dễ đi hơn. Đó, các bạn nhìn thấy cái chỗ kia có cái hình trái tim cho mọi người chụp check in, chắc cũng 10.000 một phát. Cũng được để bà con có thêm thu nhập. Đó, các bạn nhìn đẹp không, mây vẫn còn vần ở trên sườn núi ấy nhá, tuyệt vời chưa. Thôi cũng an ủi mình được một tí, cảm thấy không đến nỗi xui lắm đúng không. Cái này chỗ này mình xuống thấp hơn này, gần hơn, cái điểm này điểm có thể chụp ảnh được. Đó, chụp từ góc này các bạn nhìn thấy mâm xôi nó hay hơn. Lúc này ánh sáng đang chiếu ngược mặt lại mà. Đó, cái vườn hoa đấy. Mâm xôi này có hai góc để ngắm nhé. Đây mình sẽ đứng ở góc này trước, một tí nữa mình sang với góc bên kia. Đấy, hoa tam giác mạch đấy ạ. Đấy, các bạn nhìn đấy. Đây, góc bên này nữa các bạn. Bên này có vẻ lúa vàng hơn. Đó, một cái góc rộng toàn cảnh cho các bạn nhìn nhé. Lúc này để đi sang đến bên này thì cũng muộn rồi các bạn, thành ra mây không còn nữa, bắt đầu hửng nắng đấy. Đó, các bạn nhìn cái thung lũng đỉnh không. Đó, cái góc này chính là góc mà đa số mọi người chụp mâm xôi này. Ở trên mạng các bạn tìm rất nhiều. Đấy, mình cũng làm một kiểu cho nó đú chen. Một quả ảnh rất là đặc thù. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục lên đường nhé các bạn. Hẹn các bạn ở tập sau. Mình sẽ đi ruộng La Bán Tẩn và sống lưng khủng long, mù căng trải. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.